Tâm An xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình Việt Nam 24 giờ của Người Việt Online. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ nói về chuyên đề kinh tế Việt Nam. Như vậy là ngày 10 tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã quyết định là dứt khoát sẽ tăng 25% thuế lên 200 tỷ hàng hóa mà Trung Quốc nhập vào Mỹ. Đồng thời, ông còn đưa ra khả năng sẽ đánh thuế tiếp lên 25% nữa trên 325 tỷ hàng hóa mà tiếp tục nhập từ Trung Quốc. Sau đó, ông Trump đã liên tục nhắc tới trên Twitter của ông về vị thế của Việt Nam. Ông gợi ý rằng các doanh nghiệp đang đối đầu với những khó khăn mà cái chính sách thuế của ông đưa ra thì có thể chuyển sản xuất hoặc là đầu tư sang Việt Nam cũng như là các nước mà không bị đánh thuế. Trong bối cảnh trên, liệu đây có phải là cơ hội vàng cho sự phát triển kinh tế của Việt Nam hay không? Hôm nay chúng tôi có mời tới giáo sư kinh tế Ngô Vĩnh Long để mà hội đàm về vấn đề này. Thưa quý vị, giáo sư Ngô Vĩnh Long là một học giả nổi tiếng, chuyên nghiên cứu về mối quan hệ giữa Mỹ và châu Á-Thái Bình Dương. Ông từng giảng dạy tại Đại học Maine ở tiểu bang Maine, Hoa Kỳ và hiện ông đang định cư tại Canada. Thưa giáo sư Ngô Vĩnh Long, xin cảm ơn ông đã dành thời gian trò chuyện với độc giả của báo Người Việt. Trong mấy ngày qua, giáo sư cũng đã biết đang xảy ra sự căng thẳng trong mối quan hệ giữa về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Trên trang Twitter của ông Trump thì ông ấy liên tục nhắc tới vị thế của Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc nên chuyển sang Việt Nam cũng như là các nước lân cận nếu như mà không muốn là bị đánh thuế nặng từ cái chính sách của ông. Theo giáo sư thì đây có thực sự là một cơ hội vàng cho nền kinh tế Việt Nam hay không, thưa ông? Trước hết, đây là vấn đề giữa Mỹ. Trung Quốc đã đàm phán với Mỹ và xong rồi sau đó lại rút lui một số vấn đề. Thì ông Trump ông mới dựa vào cái vấn đề xuất khẩu sang Mỹ để mà ông đánh thuế Trung Quốc. Nhưng mà nếu mà Trung Quốc họ sẽ chuyển đồ sang Việt Nam để từ Việt Nam sẽ nhập vào Mỹ, thì tôi nghĩ rằng lúc nào đó Mỹ sẽ có thể là đánh Việt Nam bởi vì Việt Nam vi phạm cái luật của Mỹ hay là cái quyết định trong Việt Nam rất là cẩn thận chuyện này. Nhiều người nói rằng là vấn đề chiến tranh thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ sẽ giúp cho Việt Nam, nhưng tôi nghĩ đó giúp trong một thời gian ngắn thôi, về dài Việt Nam phải rất là cẩn thận. Dạ, xin cảm ơn ông. Như vậy thì ngay kể cả trong một thời gian ngắn xảy ra căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì Việt Nam liệu có đủ khả năng để nắm lấy cơ hội này hay là không, thưa giáo sư? Vâng, Việt Nam có khả năng đón đầu cơ hội nhưng mà chỉ ít thôi. Đó, Việt Nam trước hết là Việt Nam không có nhiều công nhân. Công nhân Việt Nam đã làm cho các hãng Hàn Quốc và các hãng khác rồi. Ví dụ như chẳng hạn chúng ta nói về vấn đề cái hãng Apple, hãng máy vi tính của Mỹ đó, có một thành phố cả 1 triệu công nhân làm cho cái hãng đó. Ở nước Việt Nam không chỗ nào có thể, chúng ta có thể 100.000 người công nhân, 1 triệu công nhân, thì thành ra những cái công ty nước ngoài họ sẽ chuyển nhượng một phần nào phải sang cho Việt Nam nhưng mà không có thể chuyển nhượng nhiều. Mà đằng khác đi nữa là nếu mà Việt Nam có cái những cái hành động giống như Trung Quốc thì Việt Nam phải cẩn thận trong cái việc này. Vâng. Để đối phó với việc bị Hoa Kỳ đánh thuế cao, thì ngày 14 tháng 5 vừa qua, Trung Quốc đã lại đưa ra một cái chính sách, đó là giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ của họ tới 0,6%. Tính tới ngày 16 thì là cái tỷ giá 1 đô la đổi lấy 6,88 nhân dân tệ, trong khi một tháng trước đó 1 đô la thì đổi lấy 6,71 nhân dân tệ. Theo giáo sư thì việc giảm giá mạnh đồng nhân dân tệ sẽ tác động có lợi và có hại như thế nào tới nền kinh tế Trung Quốc ạ? Mặt lợi thì là nó sẽ giúp cho Trung Quốc bán hàng ra nước ngoài rẻ hơn. Nhưng mà bởi vì bán hàng ra nước ngoài rẻ hơn, nhưng mà ông Trump ông đánh thuế 25% rồi thì rẻ hơn cũng không có thể rẻ hơn nhiều. Nhưng mà trong khi đó Trung Quốc phải mua hàng của các nước khác. Mà vì vậy cho nên cái này nó có hai vấn đề. Vấn đề là đồ của Trung Quốc mua linh kiện này kia cho máy vi tính hay gì đó sẽ đắt hơn. Thì thành ra cũng không hẳn là Trung Quốc lợi trong vấn đề này. Vâng, cảm ơn ông.
Theo giáo sư, việc giảm giá đồng nhân dân tệ có ảnh hưởng thế nào tới nền kinh tế của Việt Nam hay không, thưa ông? Vâng, thì nếu nếu mà Trung Quốc giảm cái đồng nhân dân tệ á, thì Việt Nam có lợi hơn, là bởi Việt Nam là nhập siêu rất nhiều với Trung Quốc. Lẽ nhiên là trong 2 năm qua đây, thì cái nhập siêu của Việt Nam nó giảm so với trước là khoảng 35 tỷ đô la một năm, năm ngoái là gần 26 tỷ. Bây giờ nếu mà Trung Quốc giảm cái đồng nhân dân tệ á, thì cái nhập siêu của Việt Nam lại rẻ hơn. Thì Trung Quốc mong rằng qua đó Việt Nam sẽ kéo đầu Trung Quốc vào và sau đó sẽ bán lại cho các nước khác. Dạ, thưa giáo sư, theo báo Lao động ngày 16 tháng 5 năm 2018 thì Việt Nam đang xuất khẩu sang Trung Quốc khoảng 1,4 tỷ đô la về giày dép và 1 tỷ đô la về thủy hải sản. Do tỷ giá nhân dân tệ của Trung Quốc đã giảm nên các doanh nghiệp này đang gặp khó khăn, bởi vì là khi giá bán của họ sang Trung Quốc thì sẽ bị tăng giá. Theo ông dự đoán thì sắp tới liệu các doanh nghiệp Việt Nam sẽ hướng tới xuất khẩu sang thị trường Mỹ và châu Âu thay vì thị trường Trung Quốc hay là không, thưa ông? Nó ảnh hưởng đến công nghiệp nhiều hơn là với những cái công nghiệp như là giày, bởi giày của Việt Nam bán sang Trung Quốc là bởi vì cái giá nó rẻ hơn bên Trung Quốc. Thì giày thì có thể sống được, nhưng mà nông sản đã khó khăn với Trung Quốc trước rồi, bây giờ sẽ khó khăn thêm. Việt Nam thì thường thường là xuất khẩu những cái thứ đơn sơ. Việt Nam đáng lẽ phải chế tạo những cái hàng nông phẩm mà có thể bán vào các cái nước như là Mỹ hay là Âu Châu, nhưng mà vì Việt Nam không bán được nhiều hàng như vậy thì Việt Nam phải bán sang Trung Quốc. Cái đó là cái mối nguy của Việt Nam. Dạ. Như vậy theo giáo sư thì mặc dù Việt Nam đang rất có lợi thế trên thị trường quốc tế, nhưng Việt Nam phải cẩn thận và ngành nông nghiệp thủy hải sản lại gặp rất là nhiều khó khăn. Ông có thể đề xuất như thế nào để kinh tế Việt Nam có thể phát triển trong bối cảnh hiện nay? Cái vấn đề nếu mà nói về 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 nông sản á, thì tôi đã có ý kiến từ 40 năm nay rồi là Việt Nam nên có cái chế biến tốt. Ví dụ như là ngày ban đầu á, Đài Loan nó cũng là một nước, họ cũng là một nước xuất nông phẩm, nhưng mà họ chế biến, họ có đóng gói tốt, họ bán được ra nước ngoài, họ có cái tiền đó họ mới đưa vào các cái nghệ cao hơn. Bây giờ họ là một trong những cái nước có công nghiệp rất là cao, là nhờ dùng cái nông thôn của họ, dùng cái tiền vào nông thôn. Việt Nam thì không làm như vậy. Việt Nam thì sản xuất có thể nói là đơn sơ, và như vậy thì nông dân Việt Nam càng ngày càng khổ. Mà nếu mà việc nông dân không có tiền để dành thì sẽ khó giúp cho vấn đề để dành cho đất nước. Vấn đề nữa là không có thể để cho nông dân họ vào các cái thành thị lớn rồi không có việc làm. Bởi vì nhiều cái việc làm bây giờ là lắp ráp, mà bây giờ nếu mà lắp ráp mà nông dân họ không có ăn học tốt thì sau này họ sẽ không có thể tiến lên được nữa. Cho nên vấn đề là phải làm sao không nuôi người nông dân và phát triển y tế và giáo dục cho nông dân để cái nông thôn Việt Nam họ có thể phát triển được. Vâng, xin cảm ơn giáo sư đã dành thời gian quý báu của ông để mà tham gia cái chương trình hội đàm này với chúng tôi. Xin chào tạm biệt ông. Kính thưa quý vị vừa theo dõi cuộc hội đàm giữa chúng tôi và giáo sư Ngô Vĩnh Long. Xin cảm ơn sự theo dõi quan tâm của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kế tiếp. Thân ái chào tạm biệt.